Hiện nay, phong trào nuôi cá trê vàng thương phẩm đang phát triển ở một số địa phương. Nhiều hộ nông dân đã chọn mô hình nuôi cá trê vàng trong ao đất để cải thiện đời sống gia đình. Nói chung thì tôi mới về đây làm, nhưng mà tôi cảm thấy những cá trê vàng thì nói chung là nếu bà con mà chịu đầu tư mà coi như là nuôi tốt thì nó sẽ phát triển không giống như loài cá khác. Mà hiện giờ hiện nông dân thì thực tế ra nuôi cá trê vàng rất là có tiềm năng. Cái mô hình mình nuôi ví dụ như là mình làm một cái ao, mình cải tạo trước khi mình thả cá, mình cải tạo nước cho thật tốt, sau nữa là khi mình cá giống về mình phải chăm sóc từ ngay bước đầu thì con cá nó sẽ dẫn đến hiệu quả tốt. Mình bỏ ra ví dụ như là 10 triệu mà mình thu hoạch lại là cũng được lại lãi 10 triệu. Tuy mới lần đầu nuôi cá trê vàng, song ông Đoàn Văn Chính cảm thấy phấn khởi vì cá trê vàng rất dễ nuôi và ngon lớn. Cá trê vàng này nuôi thấy kinh tế nó cao, chỉ phần nông dân thì làm ruộng thì nó không ít ruộng quá, chọn nuôi cá là thấy kinh tế nó được. Thì cái mô hình em nuôi thì nói chung là cũng mới nuôi cũng gặp nhiều cái khó khăn, kỹ thuật chưa có. Mới vô thả thì nó cũng gặp nhiều trở ngại vì nó cũng có hao hụt này kia đó, cụ thể thì nó thả xuống thì nó gặp cái thời tiết nó không tốt, nó bị hao về con giống. Sẽ gặp khó khăn trong quá trình nuôi cá trê vàng nếu người nuôi chưa chú trọng đến quy trình kỹ thuật, không biết cách chăm sóc, đàn cá nuôi phát triển không đồng đều, cá bị nhiễm bệnh, tỷ lệ sống thấp hoặc cho ăn không hợp lý cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế của bà con. Cái này là ngoài đồ. Cái này là ngoài đồ.